giặt chung quần áo, thói quen lây nhiễm bệnh phụ khoa. Bệnh sùi màu gà là một trong những bệnh phổ biến lây truyền qua đường tình dục gây ra bởi Human Papilloma Virus, HPV. Hiện vẫn còn nhiều người hiểu sai về căn bệnh này, vì thế nhiều trẻ khi mắc bệnh người lớn thường nghĩ ngay đến việc quan hệ tình dục mà không nghĩ rằng bệnh còn lây qua tiếp xúc gián tiếp. Virus sùi màu gà tồn tại trong dịch nhờn chảy ra từ các mụn sùi màu gà, nên khi có tiếp xúc thân mật như dùng chung đồ cá nhân, quần áo, tắm chung bồn, giặt chung đồ lót, bệnh có thể dễ dàng lây cho người khác. Dấu hiệu để nhận biết bệnh sùi màu gà sớm như sau: xuất hiện các nốt sùi nhỏ đổi màu hoặc màu xám ở vùng kín. Vùng kín có nhiều mụn nhọt nhỏ nằm sát nhau, có hình như bông súp lơ. Ngứa và gây khó chịu vùng âm đạo, chảy máu khi quan hệ. Cách phòng bệnh: người có quan hệ nên chung thủy với bạn tình, quan hệ an toàn luôn sử dụng bao cao su và sử dụng đúng cách. Cha mẹ phòng tránh lây bệnh cho con bằng cách không dùng chung quần, đồ vệ sinh cá nhân để tránh lây bệnh, phân loại quần áo trẻ em và người lớn vì làn da trẻ em rất nhạy cảm và dễ bị kích ứng. Đối với đồ lót, nên giặt bằng tay, phơi ở những nơi có ánh nắng. Nếu không có ánh nắng, phải sấy là cho khô. Quần lót nếu giặt chung với tất, ga trải bàn, quần áo bảo hộ, thì người khác có thể bị nhiễm nấm từ những đồ dùng này. Bởi trên đồ lót có nhiều dịch cơ thể, nếu không giặt ngay, nấm mốc sẽ sinh sôi, dễ gây bệnh phụ khoa cho người mặc. Đồ lót giặt tay cũng phải giặt riêng từng người. Nếu trong gia đình có người bị các bệnh về da, phụ khoa, các bệnh viêm nhiễm thì không nên giặt chung mà hãy giặt bằng tay. Nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh sùi màu gà, cần phải đi khám sớm để tránh những biến chứng không đáng có.